Chào các em, chúng ta giải vòng số 2 viên bích của khối lớp 6. Rồi, các em quan sát. A không thể là 29 bởi vì A phải nhỏ hơn C nè. A 29 mà C là nhỏ 26 là không được. Bởi vì lúc đó A sẽ nhỏ hơn C. Ngoài đề cho A nhỏ hơn C nè. Lúc đó A là 29 thì nó lớn hơn C mất rồi. C cao lắm là bằng 25 đó các em. Thì nhắc lại này, C cao lắm là bằng 25. A là phải nhỏ hơn C. Vậy C phải bằng 24 thôi. À xin lỗi, A phải bằng 24 thôi. Cái đề nó hơi rối. Nhắc lại nha. Theo dữ kiện thứ nhất, A phải nhỏ hẳn C. C thì không được tới 26, vậy C chỉ là 25 thôi. C 25 mà A là nhỏ hơn C. Vậy A chỉ còn bằng 24. Chứ không được bằng 23 luôn, bởi vì A lớn 23 mà. Vậy A bằng 24 ha. A 24 thì bắt buộc B và 25. Và C có quyền bằng B, C bằng 25 luôn. Nhưng mà ta hỏi B thôi. B là bằng 25. Số lớn nhất là 7, 5, 4, 20. Nhìn vô thấy liền mà. Phân số ở giữa sẽ là nhỏ nhất. Vì sao? Vì cái này bằng 1. Cái này tử lớn mẫu thì lớn 1, còn cái này tử bé mẫu thì bé 1, nó là nhỏ nhất. Số chẵn lớn nhất có 5 chữ số khác nhau là 9 8 7 6 4. 9, 8, 7, 6, 4. Đề có vẻ dễ. Vòng 1 thì đề lại khó quá. Có 2 con đường đi từ A tới B, có 3 con đường đi từ B tới C. Như vậy là có 6 con đường. Đây là bài toán lựa chọn. Bảy tám ngoặc nhọn là một tập hợp. Một tập hợp thì không thuộc một tập hợp được. Phần tử thuộc tập hợp đúng, phần tử không thuộc tập hợp đúng. Tập hợp là con của tập hợp đúng. Còn này là tập hợp mà thuộc tập hợp là sai. Em lấy cuối trừ đầu, chia khoảng cách cộng 1. Số tự nhiên chẵn đầu tiên là 1012, 1014. Và cứ như vậy cho tới không vượt quá 2010, như vậy có quyền bằng 2010. Cuối trừ đầu chia khoảng cách cộng 1, 499 cộng 1 là 500. 500 số. Đây bài toán lựa chọn các em. Chữ số hàng chục có 5 cách chọn, chữ số hàng đơn vị có 5 4 cách chọn, phải khác mà. Thì 5 x 4 là 20 ha. Chữ số hàng chục chỉ có 4 cách chọn thôi, không được chọn số 0. Chữ số hàng đơn vị cũng có 4 cách chọn, bởi vì một số đã bị hàng chục chọn rồi. Vậy 44 là 16 cách chọn. Ta có 16 số. Một người đi xe máy từ A tới B, vận tốc 30 km/h. 20 phút sau, người thứ hai cũng đi từ A tới B,
Rồi, các em theo dõi anh. Người thứ nhất ạ. Là mất thời gian đi mất quãng đường thì gọi là S đi ha. Quãng đường thì gọi là S chia cho vận tốc là 30, đi mất thời gian mà T bằng này ha. Còn người 2 sẽ đi mất thời gian là gì? Đây là T1 đi ha. Đây là T2, là cũng quãng đường đó nhưng mà chia cho 36. Người 2 là đi sau, người 2 là đi sau 20 phút, tức là đi sau 1/3 giờ. Rồi là đến muộn hơn nữa, 5 phút nữa. Vậy nói chung là người thứ nhất đã hoàn thành cái quãng đường đó bây giờ. Thầy giảng thế này cho các em dễ hiểu nè. Lớp 6 ít công cụ á, giảng cũng hơi khó hả. Rồi giờ theo dõi. Bây giờ thầy cho hai người này chạy đua đi, cùng lúc chạy thì người nào thắng chắc chắn là người thứ hai thắng rồi, bởi vì vận tốc của ông nhanh hơn mà. Ông chấp 20 phút, ông chấp người kia chạy trước 20 phút mà ông chỉ đến sau có 5 phút thôi. Vậy nếu chạy cùng lúc ổng sẽ hơn ông chạy chậm, hơn ông 30 km/h là 15 phút. Nó tóm lại nếu hai ông này chạy thi thì ông thứ hai sẽ chấp ông thứ nhất 15 phút là vừa, là què. Nó tóm lại là thời gian của ông thứ hai bỏ ra để đi hết quãng đường AB là sẽ ít hơn thời gian của ông thứ nhất 15 phút. 15 phút là 1/4 giờ đó. Như vậy các em có một cái công thức như thế này nè. Thời gian đi của người thứ nhất sẽ nhiều hơn thời gian đi của người thứ hai là 15 phút, tức là 1/4 giờ. Rồi từ đây các em giải ra quãng đường thôi. Đây là thầy đại số hóa bài toán, còn không thì kem giải bằng kiểu tiểu học, kiểu số phần, tùy các em. Ta đại số hóa bài này giải tiếp. Thời gian đi trên nửa đoạn đầu là thầy gọi là T1 đi, thì bằng đoạn đường đầu chia cho 15. Thời gian đi trên nửa đoạn sau là cũng bằng S. Nửa quãng đầu như nửa quãng sau thì gọi là độ dài là S hết, mà vận tốc lúc sau là 10. Vậy suy ra tổng thời gian là gì? Tổng thời gian là S trên 15 cộng cho bài này làm rồi. Bài này làm ở vòng 1 á, em coi lại ở vòng 1 có một bài giống y vậy luôn. Rồi, vận tốc trung bình là V sẽ bằng
cả quãng đường tổng cộng chia cho thời gian tổng cộng, mà cả quãng đường tổng cộng là s cộng s, tức là 2s, 2s nhỏ chia cho này, chia cho tổng thời gian ha. Tổng thời gian các em lấy cộng thử coi, 1/15 cộng cho 1/10 là 1/6 các em. Vậy là s/6 đây bằng s/6. Vậy chỗ này là bằng 2s chia cho s/6, vậy nó sẽ bằng 12 kìa, nhân nghịch đảo bằng 12. Đây hơi bận xíu. Trở lại bài, tới đâu rồi? Số có dạng này chia hết cho 9999. 999 đi bằng 9 nhân cho 1111. Như vậy số này chia hết cho 9999 thì phải chia hết cho 9 ha. Cộng các số 1 lại thì phải ra một cái tổng chia hết cho 9 ha. Các em thử 4 số này thì các em thấy số nào chia hết cho 9? Chỉ có 198 thôi. Chu vi hình chữ nhật 18, chu vi hình chữ nhật 18, vậy là dài cộng rộng bằng 9. Dài cộng rộng nhân đôi bằng 18, vậy dài cộng rộng sẽ bằng 9. Chiều dài giảm 1/5, như vậy nó chỉ còn là 4/5 thôi. 20% là 1/5, giảm đi 1/5 còn 4/5. Còn chiều rộng tăng lên, chiều rộng là đang là chiều rộng thì tăng thêm 1/4 nữa, 25% là 1/4 đó. Tức là rộng rồi cộng thêm 1/4 rộng nữa, như vậy là thành 5/4 các em. Đó, chiều dài mới nè là 4/5 chiều dài cũ, chiều rộng mới là 5/4 chiều rộng cũ, và chu vi vẫn không đổi, tức là vẫn bằng 18. Như vậy thì rộng mới cộng dài mới vẫn bằng 9 kìa. Đó, giờ các em có hai công thức rồi.
Rồi, tới đây. Tóm lại là thầy có hai cái này bằng nhau nè. Bằng cái này luôn ha. Rồi. Bên này là 5 phần 5D, bên này 4 phần 5D. Vậy là hai bên mình cân bằng đi. Vậy là bên này là hết D ha. Ở bên này còn 1 phần 5D. Rồi bên trái bên phải bên này R là 1R là 4 phần 4R đó. Còn bên này 5 phần 4R. Vậy hai bên què nhau, bỏ phần què nhau đi. Vậy bên này mất R. Còn bên này còn 1 phần 4R. Như vậy là cuối cùng ta có gì? D phần 5 thì bằng R phần 4. Có nghĩa là chiều dài là 5 phần, còn chiều rộng là 4 phần. Mà tổng của chúng là sẽ thành 9 phần. 9 phần thì lại bằng 9 cm. Tổng dài và rộng 9 cm. Vậy mỗi phần là 1 cm. Như vậy chiều dài ban đầu chính là 5 luôn, chiều rộng ban đầu là 4 luôn, diện tích là 20 ha. Cái này các em tính tay hoặc máy tùy các em. Ba ba sáu sáu không. M nằm giữa hai điểm A và B thì M phải thuộc đường thẳng AB. Ba điểm thẳng hàng rồi, ba cái này sai hết. Chỉ có M thuộc đường thẳng AB mới đúng. Bài thi số 3. Kim chuẩn bị cái nháp này. Rồi. Số tự nhiên nhỏ nhất có hai chữ số là số mấy? Số 10. 15% của 120 là bằng bao nhiêu? Lấy 120 chia cho 100 phần rồi nhân cho 15, 18 nha. Rồi tới số 0. Số tự nhiên lẻ nhỏ nhất có ba chữ số 103. 2 x 2 là 4, 4, 3, 12. Tới số 1. Số tự nhiên lớn nhất có hai chữ số giống nhau. 16 trừ 10 là bằng 6. Dễ nha. 4. Thể tích khối lập phương là 3 x 3 x 3 là 27. 6. 1 phần 8 của số 4. Số 4 chia làm 8 phần thì mỗi phần là 8. Số chẵn khác không nhỏ nhất là số 2. Số liền sau số 2 là số 3.
phần tử nhỏ nhất của tập hợp A lớn. Có rất nhiều số lớn 45, bắt đầu từ số 46. 97 ghi lại 3 nhân 6 1, 2, 6 5 nhân 5 25 nhân 4 100, 2 nhân 2 1 phần 2 là 5 phần 2. Cái hỗn số học ở tiểu học là 5 phần 2 chia cho 1 phần 8 thì nhân với đảo ngược là thành 20. 4 x 7 28, 3 x 5 x 7 105. Rồi bây giờ mình chọn thôi, số nhỏ nhất là 0 là chắc chắn rồi, 0 rồi tới 1 rồi tới 2 rồi tới 3 rồi tới 4. 0 1 2 3 4, cái nào bỏ rồi ta xóa. 5 không có rồi lấy 6. 8 8 9 không có lấy 10. 6 8 10 12 18 rồi tới 19 không có rồi lấy 20. Tới 27, 28, 46, 46, 97, 99, 100, 103, 105 và 126. Rồi, tạm biệt các em, gặp lại ở vòng thi số 3. Các em nhớ chia sẻ cái kênh này để lan tỏa kiến thức ha. Tạm biệt các em.